Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợ nâng cao nha các bạn. Thì hôm nay là nói về tính nhân nha. Thì tính cái biểu thức S nè, bằng 1 cộng 1 phần 1 cộng 2 cộng 1 phần 1 cộng 2 cộng 3 cộng 1 phần cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng chấm 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 đến 1 phần 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 đến 10. Thì để giải quyết thằng này thì có phải các bạn giải quyết thằng mẫu không ạ? À? Giải quyết thằng mẫu đúng không ạ? À? Đó. Thì các bạn nhìn thấy thằng mẫu có phải là tổng nha, tổng của dãy số các đều mà đó, tính tổng dãy số các đều đó. Thì các bạn nhớ đến công thức, đó là muốn tìm tổng của dãy số các đều thì ta nhớ nè, số hạng cuối cộng số hạng đầu tất cả chia 2 rồi nhân cho số lượng số hạng. Ví dụ nè, ví dụ như 1 cộng 2 cộng chấm 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 đến 10, số hạng cuối nè, số hạng đầu nè đó, và số lượng từ 1 đến 10 có 10 số, vậy mình sẽ bằng nè 10 cộng 1 tất cả chia 2 rồi nhân số lượng là 10, được chưa? Vậy S ở trên mình sẽ tương tự, S sẽ bằng 1 cộng 1 phần số hạng cuối cộng số hạng đầu tất cả chia 2 nhân số lượng là 2. Tiếp tục như vậy, 1 số hạng cuối cộng số hạng đầu tất cả chia 2 rồi nhân số lượng là 3. Tiếp tục 1 phần 4 cộng 1 tất cả nhân cho 4 rồi chia cho 2 cộng chấm 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 cộng 1 phần 10 cộng 1 đóng ngoặc chia 2 nhân cho 10. Được chưa ạ? Rồi, để giải tiếp theo cái biểu thức này thì các bạn nhớ đến một kiến thức, đó là nhớ mình giải quyết chỗ này trước nha. Mình giải quyết chỗ này nè. Đó, mình giải quyết chỗ này. Thì 1 phần 2 cộng 1 tất cả nhân 2 phần 2. Thì mình gom gọn lại nè, bằng 1 phần 3 nhân 2 chia 2. Đó, vậy có phải bằng nè. Đây phần nè, chính là chia đó các bạn. Chia cho 3 nhân 2 phần 2. Vậy bằng bao nhiêu à? Vậy sẽ bằng là, chia thì thằng nhân đã là 1 nhân cho 2 phần 3 nhân 2. Vậy bằng 2 phần 3 nhân 2. Được chưa? Và các bạn nhớ luôn. Đó, nhớ luôn. Thằng này sẽ ra thằng này. Được chưa? Vậy bằng nè. Bằng, mình làm chậm nè. 1 cộng 1 phần 3 nhân 2 chia 2 cộng 1 phần 4 nhân 3 chia 2 cộng 1 phần 5 nhân 4 chia 2 cộng chấm 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 cộng 1 phần 11 nhân 10 chia 2. Vậy sẽ bằng nè, 1 cộng này sẽ ra 2 phần 3 nhân 2 cộng 2 phần 4 nhân 3 cộng 2 phần 5 nhân 4 cộng chấm 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 cộng 1 phần 11 nhân 10, xin lỗi 2 nha. Được chưa ạ? Rồi thì tiếp tục ta thấy rằng nè, số 1 này có phải bằng 2 phần 2 không ạ? À? Vậy chân tử của tất cả các bạn đều thấy số 2 không ạ? À? Vậy đặt 2 làm nhân tử chung thì còn lại là 1 phần 2 cộng 1 phần 3 nhân 2 cộng 1 phần 4 nhân 3 cộng chấm 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 đến 1 phần 11 nhân 10. À, sau đó tiếp tục các bạn thấy nè, 1 phần 2 viết lại nè, cộng 1 này có phải bằng 3 trừ 2 không ạ? Phần 3 nhân 2 cộng 1 này có phải bằng 4 trừ 3 không ạ? 4 nhân 3. Tiếp tục như vậy, được chưa ạ? Bằng 11 trừ 10 phần 11 nhân 10. Sau đó ta tiếp tục mẫu số chung tách thành mẫu số riêng. Đây, mẫu số chung tách thành mẫu số riêng và 3 phần 3 nhân 2 trừ 2 phần 3 nhân 2 cộng 4 phần 4 nhân 3 trừ 3 phần 4 nhân 3 cộng chấm 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 cộng 11 phần 11 nhân 10 trừ 10 phần 11 nhân 10. Đó, sau đó các bạn rút gọn nè. Rút gọn. Được chưa? Vậy bằng 2 nè, 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần
4 cộng chấm 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 cộng 1 phần 10 trừ 1 phần 11. Rồi các bạn rút gọn nè. Đây rút đây, đây rút đây, đây rút đây. Vậy mình còn lại là gì ạ? Bằng 2, 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 10, 11. Tới đây 1 phần 2 cộng 1 phần 2 chính là lấy tử cộng, viết lại mẫu đó là 2, 2 phần 2 trừ 1 phần 11. Rồi các bạn tự tính bước này được chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.